Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là cáp chân sạc của Samsung Galaxy M20. Nó có mặt tại di động cao cấp.vn. Nó nằm tách biệt ra khỏi bảng main. Nối bảng main mà sẽ cáp đi từ dưới lên main này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Samsung Galaxy M20 sạc chập chờn, sạc lúc được lúc không, cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship chân sạc của Samsung Galaxy M20 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý bạn nhận được, quý bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy M20 hàng đầu Việt Nam.